Mạnh Quỳnh bất ngờ tuyên bố sẽ không để bất cứ một thế lực nào có thể lung lạc được cuộc sống. Trong đêm nhạc tại Bệnh viện Gia An 115, nơi Phi Nhung từng điều trị Covid-19 trước khi qua đời, diễn ra vào tối ngày 4 tháng 5, Mạnh Quỳnh đã gửi tặng khán giả những bản nhạc trữ tình vô cùng sâu lắng và đáng nhớ. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn đề cập thẳng đến tin đồn tệ bạc với Phi Nhung được chia sẻ trên mạng xã hội suốt thời gian qua. Bài hát tiếp theo này, tôi dành cho một số người đã nói tôi quá tệ bạc. 100 ngày mất của Phi Nhung không đến chùa để tưởng niệm Phi Nhung. Hôm nay tôi dùng nhạc phẩm này để thay cho lời muốn nói của tôi, cho tất cả mọi người thấy tấm lòng của tôi là như thế nào. Nhạc phẩm này mang tên Lặng lẽ bên người. Đến chiều ngày 8 tháng 5, nam ca sĩ tiếp tục đăng đàn trải lòng với người hâm mộ. Cụ thể anh cho hay, tạm biệt Oso, Na Uy, Paris, Pháp, Thẳng Tiến. Đêm diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn 21 ngày vòng quanh thế giới. Cảm ơn khán thính giả khắp mọi nơi luôn quan tâm và ủng hộ Quỳnh trong những tháng ngày qua. Quỳnh sẽ mạnh mẽ hơn từ tinh thần đến thể xác, sẽ không để bất cứ một thế lực nào có thể lung lạc được cuộc sống và công việc của Quỳnh. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau có một vài giây, đừng để những sân si thù ghét hơn thua ích kỷ chiếm lĩnh tâm hồn mình ta sống đúng sống thật thì không có gì phải hối tiếc hay ân hận, mến, ký tên Mạnh Quỳnh. Qua những chia sẻ trên khán giả có thể thấy rằng, Mạnh Quỳnh đã có chuyến lưu diễn 21 ngày thành công tốt đẹp. Bên cạnh đó, anh còn mạnh mẽ tuyên bố rằng bản thân sẽ sống mạnh mẽ hơn để không có bất kỳ thế lực nào có thể tác động đến công việc hay cuộc sống của anh. Trước những tâm sự chân thành của Mạnh Quỳnh, khán giả nhanh chóng để lại bình luận tương tác. Ok, người đàn ông mạnh mẽ và ấm áp nhất ạ, à, giữ sức khỏe hay nhé. Chúc anh có thật nhiều sức khỏe mang lời ca tiếng hát cho những người yêu mến thưởng thức. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên giờ nhẹ nha, nhớ trong show em là tất cả. Chúc anh luôn mạnh mẽ để vượt qua tất cả và hoàn thành những dự án, những hoài bão đang còn gian dở của anh chị, cũng như của riêng chị Phi Nhung nhé anh.